Tập 26. Chỉ đáng tiếc, nàng sẽ mãi mãi không còn cơ hội nhận nó nữa. Ngươi không cần ở đây làm bộ lầm tịch, ở đó đợi tới ngày thẩm vấn đi. Thái Bình à, nàng có thể nể tình hai người lớn lên cùng nhau mà gọi đại phu cho cô ấy được không? Tới lúc này rồi, ngươi còn quan tâm cô ta như vậy? Trừ phi hai người thực sự có gian tình. Ta không quan tâm nàng nghĩ sao vậy ta? Ta càng không quan tâm nàng cái nghĩa cỡ nào. Ta chỉ hy vọng là nàng hãy tôn trọng ta một chút. Chắc nàng cũng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nói Thái Bình công chúa tàn độc cỡ nào. Đừng có đụng vào ta, ta tự biết đi mà. Làm sao mà ta chạy được? Người bị điếc hả? Yên lặng đi, tội phạm mà còn thích đòi hỏi nữa. Đi vô. Trời ơi, ai là tội phạm chứ? Ngươi nói ai là tội phạm? Nè, tại sao lại nhốt bọn ta ở đây? Ngươi nói đi chứ, ngươi phải cho ta biết lý do. Tại sao hai người lại vào đây? Cái đó phải hỏi vị quyền chủ kia của ngài rồi. Nếu không phải vì các người, chúng ta cũng không rơi vào tình cảnh này. Quá ra là do cô đã kéo bọn ta xuống nước theo. Muốn trách thì trách các người lo chuyện bao đồng, đáng đời cô. Trời ơi, được rồi, đừng cãi với cô ta nữa. Chỉ dựa vào đầu óc của cô ta, rất dễ có thể biết kế sách cao cấp quỷ quyệt như vậy không phải do cô ta nghĩ ra. Vừa nhìn là biết có mùi của Bùi Dương Thiên đứng phía sau rồi. Làm sao ngươi biết chứ? Sao mà ta lại không biết? Hắn dùng một tay ta dạy ra đó. Hắn ta ngày nào còn nhìn thấy ta sống vui vẻ là còn khó chịu. Do ngươi tự chuốc lấy thôi mà. Ngốc quá đi, cô bị hắn lợi dụng rồi. Cô nghĩ mà xem, Bùi Dương Thiên chân trước giúp đỡ cô, chân sau thì cáo trạng ngay. Không thì làm sao cô lại ở đây? Cô động não suy nghĩ giùm đi. Ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ tin ngươi sao? Cô hãy nhìn lại cái mặt của mình đi. Bị hành hạ tới như vậy rồi vẫn chưa chịu ngừng. Ta thấy cô á đúng là đáng đời. Cô thật to gan. Cô cho rằng mình là quyện chúa thì sợ lắm hả? Cô tự ý thả trọng phạm ra lại giả mạo công chúa. Ôi, không chừng ngày mai cái đầu của cô sẽ rơi khỏi cổ đó. Các ngươi còn nơi nào để đi chứ? Dù sao cũng cùng chết mà. Ngươi cười cái gì? Ngươi điên rồi sao? Phò Mã Gia, ngài cũng đừng quá lo lắng. Quyện chúa chỉ bị thương ngoài da mà thôi, công chúa vốn không hành xử tàn độc đâu. Thì ra là nữ nhân này cố ý nha. Muốn tranh thủ sự thương hại chứ gì. Bây giờ đã hết rồi, cô cũng đừng nản lòng quá sớm. Chẳng có cách để chúng ta thoát khỏi đây. Không có. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cứ vui lên đi. Cho cô xem thứ này nè. Cái gì vậy? Wow, cái này cũng được hả? Đã bắt được hung thủ thật sự, nhưng dường như công chúa không vui. Ai nói chứ? Nô tỳ cảm thấy người đánh Mẫn Tuệ quyện chúa có chút kỳ lạ. Người nói thử xem. Nô tỳ không dám nói. Nói đi, ta tha tội cho ngươi. Công chúa không hề yêu Phò Mã, hà tất gì phải phạt quyện chúa. Từ trước tới nay, cho dù cô ấy phạm phải lỗi gì, người cũng đều không so đo với cô ấy. Ta chỉ là... Quyện chúa phạm phải lỗi sai, cứ giao cho Ngụy Dương xử lý là được rồi. Việc gì công chúa phải nhúng tay, nếu truyền ra ngoài lại mang tội danh lạnh lùng tàn nhẫn. Dù sao hai người cũng là biểu tỉ muội, từ nhỏ lớn lên bên nhau mà. Điều trách đó cố ý chọc giận ta. Công chúa tức giận như vậy, suốt cuộc là vì cô ấy giả mạo người thả Phò Mã, hay là có nguyên do gì chăng? Còn có nguyên nhân gì nữa đây? Hình như công chúa đang ghen thì phải. Xuân Đào, tình cảm của ta với Tiết Thiệu, ngươi là người nhìn rõ nhất. Sao lại dám nói như vậy chứ? Trái tim của công chúa thật sự không dao động sao? Khi bao nhiêu người tiền hô hậu ủng, võ du kỵ, gia tộc Tiết Thị đã phải chịu khổ dưới cửu tuyền, là ai đã giết bọn họ? Là nữ hoàng, là võ gia thấy người gặp nguy hiểm thừa cơ hãm hại. Vốn dĩ công tử không phải chết, tất cả vì nữ hoàng muốn đổi Phò Mã tài mạo song toàn. Khi mà công tử bị hành hạ, võ du kỵ đã lên kế hoạch làm Phò Mã. Đừng nói nữa, hắn phải trả giá, phải chịu hình phạt giống như công chúa chịu tội mưu phản vì Tiết gia. Công chúa, người không được mềm lòng, phải luôn nhớ kỹ, võ du kỵ là kẻ thù của người đó. Gì chứ? Trong lòng ngươi đang che giấu mối hận sâu sắc như vậy sao? Công chúa, nô tỳ chỉ cảm thấy không công bằng với công chúa. Bọn họ đã chia rẽ phu thê người, phải dùng tính mạng của mình để bù đắp lại. Ta mệt rồi.
Người lui xuống trước đi. Công chúa, nô tỳ lấy một ly trà an thần cho người. Công chúa, trong trà có độc. Xuân Đào to gan, người dám quỳ hiếp công chúa sao? Hạ Lan đại nhân, thì ra ngươi đã có chuẩn bị từ trước. Đúng vậy. Ngươi nghi ngờ ta từ lúc nào? Hey, từ lúc bắt đầu ta chưa từng tin tưởng cô. Vậy ngươi còn? Công chúa và phò mã bất hòa dù sao cũng là riêng tư, nhưng cô lại tiết lộ mọi chuyện cho Liên Y, chính là muốn để bọn ta phải nghi ngờ phò mã. Sau đó cô lại đoán được ta sẽ tới hiện trường để điều tra, nên mới bỏ phấn độc ở đó khiến ta nắm được tang chứng vật chứng chứ gì. Hạ Lan đại nhân quả nhiên thông minh, nhanh như vậy bị ngươi đoán ra rồi. Ngay từ đầu ta đã biết có người giở trò, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn là cô, nên đành phải để công chúa hạ lệnh nhốt chúng ta vào đại lao để cô tự do hành động. Cô sắp xếp mọi chuyện không cao siêu, nhưng cũng rất thông minh ở chỗ biết cách lợi dụng suy nghĩ của chúng ta để giở trò. Cũng bị ngươi đoán ra đó. Vấn đề là ở chỗ mọi thứ quá thuận lợi, thuận lợi tới mức kỳ lạ. Điều này mới khiến cho ta nghi ngờ. Xuân Đào to gan, tại sao ngươi dám làm vậy? Tại sao hả? Ta chính là người của Tiết gia. Tiết gia mưu phản, cả nhà đã bị xử trảm. Cho dù ngươi muốn báo thù thì phải nhắm vào trẫm chứ. Thái Bình là người vô tội. Cô ta vô tội sao? Nhưng Tiết gia bị quỷ diệt chính là do mẫu hoàng cô ta gây ra. Cô muốn báo thù cho Tiết gia sao? Đúng vậy, Thái Bình nhất định phải chết. Cho nên người mới dùng trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Ta muốn tiên cô và công tử đoàn tụ mà. Hai người yêu thương nhau như vậy phải ở bên nhau mãi mãi chứ. Trước đây ta đã không thể hạ quyết tâm, nhưng ta cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cô sẽ phản bội lại công tử. Người đang nói gì chứ? Trái tim của cô đã dao động, trái tim cô đã hướng về hắn ta. Cô quá đáng rồi đó. Không, dù các người quá ngu xuẩn, chỉ cần Thái Bình chết đi, bệ hạ sẽ đau lòng không muốn sống nữa. Võ Du Kỳ sẽ khó tránh khỏi tội chết. Những kẻ thù của Tiết gia đều phải chịu nỗi đau diệt vong. Mọi chuyện đều vốn rất thuận lợi, là ngươi, tất cả đã bị ngươi quỷ hoại. Xuân Đào, ta mới chính là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Người đáng chết chính là ta, đừng làm tổn thương cô ấy. Đúng, ngươi mới là tên đầu sỏ, là ngươi, là do chính ngươi. Trời ơi, ta đã nói là... Đưa đao cho ta. Trước giờ công chúa chưa từng phản bội Tiết Thiệu. Nàng ấy yêu hắn rất nhiều. Kẻ dư thừa nhất chính là ta. Mặc dù không phải ta đích thân giết chết Tiết Thiệu, nhưng sự tồn tại của ta lại khiến nữ hoàng định ra hôn sự này. Bây giờ Tiết Thiệu chết rồi, trái tim của công chúa cũng chết theo. Công chúa điện hạ, hãy tha thứ cho sự ngu dốt này. Ta không nên vọng tưởng có thể phá bỏ vận mệnh mối tình này, có thể kéo nàng từ vực sâu đau khổ lên. Ta không thể, cũng không ai có thể chia cắt nàng và Tiết Thiệu cả. Hãy tha thứ cho mẫu hoàng của nàng, đều do ta hết. Phò mã, mau bắt lấy. Dạ. Phò mã. Sao chàng lại ngốc như vậy chứ? Tất cả những gì ta làm cho nàng được là ta cam tâm tình nguyện. Đừng mà, đừng bỏ ta lại giống như chàng ấy. Đừng mà. Phò mã, phò mã. Ngẩng đầu lên. Tiết gia có người mưu phản, Tiết Thiệu bị liên lụy nên mới chết. Đó là luật pháp của Đại Chu. Trẫm cũng muốn cứu nhưng lại không cứu được. Khi công tử của nhà ngươi còn sống, đã nguyện ý dùng tính mạng của mình bảo vệ cho Thái Bình. Còn ngươi lại toàn làm những chuyện ngu xuẩn. Ngươi xúi dục Thái Bình, khiến cho nó hiểu lầm Du Kỳ, có đúng không? Không phải là hiểu lầm, hắn chính là hung thủ giết người. Tối hôm đó là Tiết Thiệu muốn gặp Võ Du Kỳ. Công tử, tối hôm đó những lời trong thiên lao, trẫm đã sớm phái người đi nghe ngóng tin tức. Người có muốn biết không? Công tử nói gì? Hãy nói ta biết, công tử đã nói gì đi. Tiết Thiệu biết được đời này hắn không thể mang lại hạnh phúc cho Thái Bình,
nên đã giao Thái Bình lại cho Võ Du Kỳ. Không, không thể nào, không thể nào. Có gì mà không thể chứ? Sao công tử có thể giao công chúa cho người khác được chứ? Hắn là người của Võ gia mà. Bởi vì hắn biết Võ Du Kỳ đã yêu Thái Bình từ lâu, tình cảm này kéo dài nhiều năm, còn lâu hơn cả hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ta không muốn nghe những lời dối trá đó. Trẫm tới đây muốn nói điều này cho ngươi, chỉ là muốn trước khi ngươi chết hiểu rõ chuyện này, còn tin hay không tùy ngươi. Hà Lan Quân, cũng may là có người cơ trí dùng bồ câu đưa tin cho trẫm, trẫm sẽ ghi nhớ trong lòng. Đây là việc Di Thần nên làm. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ngươi đi. Không thể nào, ngươi gạt ta. Xuân Đào, ta cũng tin những lời bệ hạ nói. Không, không thể nào. Chúng ta nghi ngờ ngươi không phải bởi vì chứng cứ đã quá rõ ràng rồi, nhưng mà chúng ta còn phát hiện ra Phò Mã Gia thực sự rất yêu công chúa. Không đâu. Xích đu trong hoa viên, bức chân dung trong thư phòng, bao gồm cả món điểm tâm trong giỏng lâu, tất cả đều do Phò Mã Gia chuẩn bị tỉ mỉ cho công chúa. Nếu chỉ đơn giản vì vinh hoa phú quý, hắn là Phò Mã từ lâu rồi, hà tất phải làm những việc đó. Nói cho cùng cũng vì hai chữ ái tình. Hơn nữa tình cảm này nữ hoàng bệ hạ đã nhận thấy, Tiết Thiệu cũng nhận thấy, nàng ấy nhận thấy, ta cũng nhận thấy. Trên thế gian này trừ công chúa điện hạ, chỉ có cô vì thù hận mới không nhận thấy mà thôi. Không, không phải. Sự thật chính là cô suýt chút nữa hại chết người mà Tiết Thiệu yêu nhất, hủy đi hy vọng cuối cùng lúc còn sống của ngài ấy. Không đâu, không phải. Liên Nghi, đi thôi. Không phải, không phải. Không đúng, không đúng. Tất cả không đúng, không phải đâu. Kỳ ca ca, Kỳ ca ca, huynh vừa mới hồi phục mà đã đi rồi sao? Ta đã dâng tấu sớ lên cho bệ hạ, điều ta tới Ký Châu. Vậy, vậy khi nào thì huynh trở về? Có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa. Huynh không trở về nữa hả? Huynh phải về chứ. Sao huynh lại không trở về? Huynh phải trở về nhà chứ. Nhà đồ ngốc này, đợi sau khi muội thành thân, ta nhất định sẽ về tham dự hôn lễ của muội. Ta hận huynh, hận huynh lắm. Tỷ không trân trọng huynh ấy, tỷ nhất định sẽ hối hận. Mẫn tuệ à, đừng như vậy mà. Hả? Công chúa cứ để cho ngài ấy đi như vậy, ta rất là khó chịu trong người đó. Trời ơi, con có khó chịu cũng đừng có cấu ta chứ, đau. Chẳng mau mau nghĩ cách đi chứ. Ta thì có cách gì, trời thì phải mưa, cô nương phải xuất giá, ta đâu phải thần đâu. Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ chia lìa như vậy hay sao? Ôi trời ơi. Công chúa, có lời này ta muốn nói với công chúa. Nếu Hạ Lan đại nhân muốn khuyên ta thì không cần đâu. Công chúa, hoa sinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Còn có cô câu không nữa biết thì đừng có nói nữa đi, thiệt tình. Ta đang sốt ruột đây nè. Dù thế nào ta cũng đa tạ hai vị. Công chúa. Người nói thật sao? Không có gì thật hơn. Ta không tin đâu. Xuân Đào đánh cược tính mạng của mình như vậy, ta đã nghĩ tới ẩn tình trong đó, chắc chắn công chúa rõ hơn ta chứ. Chuẩn bị ngựa. Công chúa, người chuẩn bị ngựa đi đâu vậy hả? Ngựa tới rồi. Nè, đa tạ Hạ Lan đại nhân, ta nhất định đưa Phò Mã trở về. Công chúa không cần vội vàng, ta đã giở trò với con ngựa của Phò Mã gia rồi, bảo đảm ngài ấy không thể rời khỏi thành Lạc Dương đâu. Công chúa, công chúa à, công chúa, đợi đã.
công chúa đã hứa với thần rồi mà. Cô xem cái tên Bùi Vân Thiên kìa, sao có thể đuổi kịp ngựa. Dù có đuổi kịp, công chúa cũng không rảnh để ý tới hắn nữa. Xem cái bộ dạng xấu xí của hắn kìa. Cô là... Ngươi đi thôi. Nè nè nè, công chúa, vừa nãy chàng nói gì với công chúa vậy? Đợi đã, chàng không nói gì hết. Đi mà, ta đang công chúa mò à? Đó hả Long Quân? Ta nói với công chúa, Xuân Đào và Tiết Phò Mã lâu ngày nảy sinh tình cảm nên mới lấy tính mạng ra để báo thù cho ngài. Thật sao? Tất nhiên là giả rồi. Trời, chàng chàng đúng là to gan mà, chàng dám gạt công chúa luôn. Tục ngữ có nói cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống, cứ ôm mãi một mối tình cũng không phải là cách. Ta chỉ muốn công chúa vui nói hơn thôi. Nói như vậy cũng đúng. Ê, chàng thật là gian xảo quá nha. Ta nghĩ Tiết Phò Mã linh thiêng trên trời cũng sẽ cảm tạ ta thôi. Tiết Phò Mã? Có đúng vậy không? Cái gì? Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Bình thân. Tạ ơn nữ hoàng bệ hạ. Có biết tại sao trẫm gọi hai người đến đây cùng lúc không? Nữ hoàng bệ hạ gọi hai người tới là để chữa bệnh cho biểu tỷ của ta đó. Biểu tỷ của Dịch Chi chính là phu nhân của tể tướng Trương Giản Chi. Không biết là vị Trương phu nhân này đã mắc phải bệnh gì? Dịch Chi, hay là ngươi tự nói đi. Quái bệnh là một bệnh rất kỳ quái, hai người tới rồi sẽ biết. Di thần sẽ hết lòng hết sức, không để phụ công nữ hoàng bệ hạ đã kỳ vọng vào chúng thần. Hạ Lan đại nhân có vẻ không được vui. Hạ Lan quân, ngươi không bằng lòng sao? Không có. Bùi đại nhân y thuật cao siêu, chỉ cần một mình ngài ấy cũng đủ rồi. Về việc này thì không đơn giản như ngươi nghĩ. Một mình Bùi Vân Thiên thì ứng phó không được. Nữ hoàng bệ hạ, để tránh Hạ Lan đại nhân thoái thác, việc này cũng nên nói tới phần thưởng trước. Nói rất có lý. Như vậy đi, nếu người nào chữa khỏi cho Trương phu nhân, trẫm sẽ đích thân sắc phong người đó làm thái y lệnh. Còn người không chữa được thì vậy sao? Vậy đó tất nhiên là lam băm rồi. Từ nay về sau sẽ không được phép hành nghề y trong hoàng cung nữa. Dạ. Bùi đại nhân, ngài nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt mà ta ban cho ngài đó. Cơ hội tốt à? Đương nhiên. Tuy nữ hoàng bệ hạ đã giao thái y viện cho ngài, nhưng mà vẫn chưa chính thức có sắc lệnh. Nếu lần này mà ngài thắng rồi á, không chỉ đường đường chính chính làm thái y lệnh, còn có thể từ từ đuổi Hạ Lan quân ra khỏi thành Lạc Dương. Trần đại nhân, có thể chữa trị được hay không còn chưa biết nữa mà. Ngài đừng nghĩ nhiều làm gì, ta tin vào năng lực của ngài. Ngài nhất định sẽ chữa khỏi cho biểu tỷ của ta mà. Bùi đại nhân, đừng quên Hạ Lan quân là kẻ địch của ngài. Những chuyện mà ta làm không phải điều gì ngài cả sao? Đa tạ ý tốt của Trần đại nhân. Đừng đi. Ngài nhất định phải chữa trị cho biểu tỷ thật là tốt. Sau này làm thái y lệnh rồi á, đừng có quên phần của ta nghe chưa? Dạ không, không đâu. Hai vị đại nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện đã. Hai vị đều đã nhìn thấy rồi, nốt sưng lớn như vậy đó. Nốt sưng của phu nhân lớn bằng miệng cái chén, tuyệt đối không thể lớn trong vài ngày. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phu nhân của ta sức khỏe không tốt, nửa đêm thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh giấc. Một năm sau thì lại càng nghiêm trọng hơn, cả ngày và đêm đều cần có người canh. Nửa năm trước, chân nàng ấy đột nhiên xuất hiện một nốt lạ, phải mời đại phu tới. Đại phu đã kê đơn thuốc giải nhiệt cho nàng, nhưng không ngờ về sau nốt đó lại càng lớn hơn, còn bị chảy ra mũ vàng. Rồi lại kê cho nàng ấy một đơn thuốc mới, nhưng mà hai tháng trước á, nốt này lại càng lớn hơn nữa, lại thường xuyên bốc ra mùi rất hôi thối, càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Mấy ngày nay bệnh tình của phu nhân ngày càng nghiêm trọng, vết thương vô cùng ngứa ngáy. Phu nhân đưa tay ra gãi, gãi vào thì hỏng hết. Vậy cho nên mấy người đã trói tay của phu nhân lại sao? Nếu phu nhân của ta còn gãi nữa, chắc chắn sẽ làm nốt sưng lở loét thêm. Hai vị đại nhân,
phu nhân ta đã mắc phải bệnh gì vậy? Theo ta đoán chỉ là mụn ác tính thường gặp, chỉ là dùng sai thuốc nên vết thương ngày càng lớn hơn mà thôi. Nếu chữa mụn ác tính, bắt buộc phải khoét bỏ nó. À, không, không được. Ta không muốn khoét. Ta có chết cũng không muốn khoét. Phu nhân ta sợ nhất mấy vật sắc nhọn. Bình thường bị mảnh sứ làm xước da đã không chịu được rồi, huống hồ là mấy vật sắc nhọn khoét vào vết thương nữa chứ. Hai vị đại nhân, còn biện pháp gì nữa không? Không còn cách nào khác. Bây giờ phu nhân thấy ngứa ngáy, tức là bệnh đã vào tới phế tạng, bắt buộc phải khoét bỏ. Nhưng mà có thể dùng thuốc mê, phu nhân sẽ không thấy đau đâu. Không, không được đâu. Đừng mà, ta không muốn khoét. Phu nhân nhà có chúng ta cũng không khoét. Mới nhìn thấy dao đã sợ run người. Vừa nãy mới nói là khoét mộng ác tính, người sợ tới nỗi không uống được cả thuốc. Bùa đại nhân, lại làm bừa nữa rồi. Đại phu tốt phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân chứ. Hà Lan Quân, là một đại phu thì phải lấy việc trị bệnh tận gốc làm trọng. Ngươi làm bừa theo ý của phu nhân thì bệnh này phải chữa thế nào đây? Ngươi không chữa được, nhưng ta thì chữa được. Hai vị đại nhân đã nghe rồi đó, phu nhân nhà ta không cho khoét cái nút cứng đầu này đâu. Xin tể tướng yên tâm, không phải thấy máu đâu. Tới lúc đó hãy giao mọi việc lại cho ta. Liên Nghi, đi. Đi thôi. Quét những chỗ bụi kia vào trong đi, mau lên. Cẩn thận đừng làm rơi đó. Trèo lên, trèo lên. Chính là chỗ đó. Đúng rồi, bẻ khúc kia xuống cho ta. Đúng rồi. Nè, còn đằng sau nữa, đào cho kỹ vào. Bắt càng nhiều dung càng tốt, biết chưa? Nè, chàng dương qua diễu võ trong qua viên của nhà người khác có vẻ không hợp lắm đâu. Có gì không hợp chứ, ta đang tìm thuốc dẫn mà. Thuốc dẫn? Ờ. Ở đây có thuốc dẫn gì chứ? Cô thì biết gì chứ, thần nông nếm bách thảo, thuốc tốt đều ở ngoài chỗ quan giả. Vậy ta muốn tìm phương thuốc tốt, tất nhiên cũng phải tới chỗ tự nhiên để tìm rồi. Ý của chàng là bụi đất ở trên nóc nhà và dung ở dưới đất cũng là thuốc dẫn hay sao? Chứ còn gì nữa. Được rồi, được rồi, đừng đứng đây uống nữa, mà đi bắt dung với họ đi. Được rồi, đi thì đi, đi bắt dung. Nè nè mọi người cùng đi bắt dung nha. Nè, nè nè, người bắt được mấy con? Hà Lan Quân. Được rồi, tốt lắm. Người đang định dở trò gì? Ngươi đuôi hả? Không thấy ta đang chữa bệnh cho Trương phu nhân sao? Cả ta và ngươi đều biết bệnh của Trương phu nhân đã rất nguy kịch. Cách duy nhất chính là khoét chỗ đó đi. Việc này ngươi hiểu rõ hơn ta chứ? Ta thấy ngươi không chỉ đuôi mà còn ngu xuẩn nữa. Ngươi không thấy Trương phu nhân không muốn người khác động dao vào bà ấy sao? Vậy cũng có thể dùng thuốc mê mà. Thuốc mê cái gì? Thuốc mê cũng phải có sự đồng ý của bà ấy mới dùng được. Tới nước nguy cấp này rồi, vậy còn phải quan tâm tới ý nguyện của bà ta sao? Được rồi, được rồi, được rồi, đừng làm phiền ta nữa được không? Bản thân ngươi không chữa được còn làm phiền ta. Cẩn thận kẻo ta mét tể tướng bây giờ. Vậy ngươi đi đi. Trời ơi, tể tướng đại nhân, tể tướng đại nhân, tể tướng đại nhân. Mách lẻo ta sao? Ngài có chắc sau khi ta uống thuốc này sẽ không cần dùng dao nữa xin không? Phu nhân yên tâm, chỉ cần dùng thuốc của ta, bảo đảm sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức, không cần dùng dao. Phu nhân. Hạ Lan Quân, tại sao ngươi lại cho dung vào trong thuốc? Cái gì? Dung sao? Đúng vậy, chính mắt ta nhìn thấy. Không chỉ có dung, ta còn cho cả đuôi bò cạp, chân con rết, mắt ruồi, trứng ấu trùng, còn thêm một chút ốc sên nữa. Phu nhân, phu nhân, phu nhân à, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Hạ Lan Quân, ngài quá đáng lắm rồi. Sao trong thuốc lại cho những thứ đó vào chứ? Ta quên mất, hình như ta còn cho vào một ít nước tiểu và phân khô nữa. Ói ra là tốt rồi. Hả? Đây, đây chính là nguồn gốc của căn bệnh này. Hạ Lan đại nhân, chuyện này rốt cuộc là sao? Lão phu hồ đồ không hiểu gì hết. Ta phát hiện ra sau nhà có một cây nho, ta muốn hỏi Trương đại nhân, Trương phu nhân không tự dưng lại tới đó chứ? À, đúng rồi, đúng rồi. Bình thường phu nhân không chịu được nóng bức, thường kê một chiếc giường nhỏ nằm nghỉ dưới gốc cây. Chuyện này thì đúng rồi, nho rất dễ thu hút những loại rắn rết côn trùng, nhất định do không cẩn thận chúng mới ăn vào cơ thể của phu nhân. Sao lại như vậy được? Theo suy đoán của ta, sau khi trùng độc vào cơ thể của phu nhân sẽ lớn lên trong bụng, sau nhiều ngày sẽ biến thành những nốt độc mà thôi. À,
Vì vậy nên chàng mới ép phu nhân phải ói ra, từ đó sẽ ói ra trùng độc. Xin phu nhân cứ yên tâm, thật ra trong chén thuốc đó ta chỉ cho thêm chút mật ong và cam thảo, không cho thêm thứ gì khác đâu. Tức là hai ngày nay ngươi... Ngươi thì biết gì chứ, đã chơi phải chơi tới cùng mới có thể làm cho người khác tin được. Đa tạ Hạ Lan đại nhân đã cứu mạng. Nhưng mà độc tố trên người của phu nhân vốn dĩ là chưa thể hết được. Ngươi thì biết gì chứ, ổ bệnh đã được diệt trừ, ta chỉ cần dùng thuốc trong vòng nửa tháng bảo đảm sẽ khỏi bệnh thôi. Lão phu xin đa tạ đại nhân. Trương đại nhân quá khách khí rồi. Hạ Lan quân nghe nói trong phủ của Trương đại nhân có một bình rượu ngon ủ 30 năm, không biết tối nay có được nếm thử không ta? À, được được được, tối nay chúng ta sẽ mở yến tiệc ở trong phủ ha. Nào, Hạ Di đại nhân, chúng ta hãy cạn ly này trước. Phu quân, phu quân, thiếp không thể uống rượu được. Hơn nữa độc tố trên cơ thể vẫn chưa được giải hết, không biết là... Trời ơi, Trương phu nhân, thật đáng mừng cho Trương phu nhân. Nè, Trương phu nhân, có ta ở đây, phu nhân còn sợ gì? Cứ uống đi, uống thoải mái, để ta kính phu nhân nha. Phu nhân, mày nhờ có Hạ Lan đại nhân nên bệnh của nàng mới có hy vọng được hồi phục. Nàng hãy đa tạ gã ấy cho thật tốt nha. Hạ Lan đại nhân, chúng ta hãy cùng nhau cùng ly đạo. Nào, uống thôi. Mời. Trời ơi, tủ lượng của phu nhân tốt thật. Ta lại kính phu nhân nè. Ý trời, được lắm, được lắm. Nè Trương phu nhân, mời, mời, mời. Ý trời. Bùi đại nhân, sao ngồi ở đây mà không nói gì hết trơn vậy? Ta khuyên ngươi hãy sớm cuốn gói hành lý đi khỏi thành Lạc Dương này đi. Ủa, bị câm rồi hả? Thật khó để thấy được ngươi có lúc cũng bị câm như vậy. Trước kia ngươi dở biết bao nhiêu trò hiểm độc hung ác, làm hại bao nhiêu người. Lần này tài nghệ của người không bằng người ta, dám cược dám chịu đi. Cô còn không mau hầu hạ cho tốt Hạ Lan công tử của cô đi, phí lợi với ta làm gì? Hạ Lan công tử thì ta tự biết chăm sóc tốt, không phiền ngươi lo. Chỉ là cầu xin ngươi hãy sớm rời khỏi thành Lạc Dương. Hãy mau đưa phu nhân về phủ, chuẩn bị lấy độc tố ra. Hả? Hả? Xin đại nhân thứ lỗi, ta đã lừa ngài. Ngài nói vậy là sao hả? Ngài lừa bọn ta sao? Không sai. Mặc dù côn trùng trong ổ bệnh nhưng đã gây ra vết thương lớn, cho dù giải được độc tố cũng rất khó hồi phục, chỉ còn cách dùng dao lấy độc tố ra mà thôi. Trương đại nhân, rõ ràng chẩn đoán này của hắn giống với của ta. Đúng vậy, chẳng phải phu nhân không muốn dùng dao hay sao? Ngươi lại cố tình lừa gạt. Ngươi rõ ràng đang gây mê cho phu nhân. Sao có thể dễ dàng như vậy được? Bệnh này nguy hiểm nhất là khi tức giận, một khi độc tố tấn công vào tim, cho dù thần tiên cũng không cứu được. Ta hiểu rồi, chàng sợ phu nhân gặp phải gánh nặng tâm lý, phu nhân sẽ lo lắng và sợ hãi, ngược lại sẽ không có lợi cho bệnh tình của phu nhân. Chàng cố ý để cho bà ấy nghĩ rằng độc tố ở trong người đã được loại bỏ, không cần phải điều trị. Không sai, chỉ khi trong cơn say thơm ngọt nhất ta động thủ mới an toàn. Các vị không cần lo, cổ nhân có câu nhị gia rượu ấm trảm qua hùng, bây giờ có Hạ Lan quân ta sẽ làm nóng lấy độc tố ra. Trong thời gian một tuần hương, ta sẽ đi rồi quay lại ngay. Người đâu? Đưa phu nhân về phủ đi. Dạ. À khoan, các người hãy cẩn thận một chút. Ta tuyệt đối không được nhận thuốc, ta còn có Trương Dịch Chi mà. Lại đây phu nhân. Chúc mừng phu nhân đã hồi phục. Phu nhân, nàng ngồi đi. Đa tạ Hạ Lan đại nhân, lần này có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Trương phu nhân quả thật quá khách khí rồi. Hạ Lan đại nhân, ta sẽ đích thân dâng tấu lên nữ hoàng để nữ hoàng ban thưởng cho ngài. Vậy tại hạ Hạ Lan quân xin đa tạ tể tướng đại nhân. Biểu tỷ. Dịch Chi, để đến rồi sao? Biểu tỷ, tỷ ngồi đi, mau ngồi đi. Ta nghe nói biểu tỷ đã bị bệnh, cho nên muốn đích thân tới đây thăm. Ta khỏi bệnh rồi, để xem tinh thần của ta rất tốt. Lần này may giờ có đệ đề cử Hạ Lan đại nhân. Muốn khỏi bệnh phải trị tận gốc, nếu không trị tận gốc về sau rất dễ tái phát lại. Trương đại nhân, chuyện này đại nhân không cần phải lo lắng. Nguồn gốc căn bệnh của phu nhân được Hạ Lan quân đây chữa khỏi hoàn toàn rồi. Sao có thể dễ dàng như vậy được?
Ngươi nói vậy là có ý gì? Trừ khi phu nhân còn có bệnh không tiện nói ra. Không sai, biểu tỷ ta mắc bệnh lạ. Ngoại trừ tác động bên ngoài, còn có nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên trong. Biểu tỷ, tỷ nói xem có phải không? Biểu tỷ, sao tỷ lại quên rồi? Tâm bệnh của tỷ đó. Nói rất đúng. Phu nhân của ta nhiều năm nay bị bệnh, cũng chính là nguyên nhân gây ra tâm bệnh. Mà khoan đã, sao lại bên trong với nguồn gốc căn bệnh chứ? Sao ta nghe không có hiểu gì hết? Nhắc đến chuyện này, vậy phải nói đến chuyện 18 năm trước. Đi thôi. Đại tiểu thư, người mau nhìn đi. Đẹp thiệt. Nàng thấy chưa? Tiểu thư à, đang chơi cầu cùng bọn mình có được không? Dạ. Con gái à, qua bên đây coi nè. Qua bên kia. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư Thiên Du, đây là cô gái ta, ngươi đang làm gì vậy? Thiên Du, làm gì vậy? Thiệt tình. Thiên Du làm gì vậy? Xin lỗi. Điên khùng. Thiên Du. Trương tiểu thư bị mất tích sao? Đúng vậy. Đó chính là nguyên nhân phu nhân của ta hay gặp phải ác mộng. Chẳng trách độc tố trên người phu nhân lại lan nhanh tới vậy. Xem ra chuyện này có liên quan tới sự bất an của phu nhân. Cũng chỉ vì quá nhớ con của mình nên chúng ta phải chịu chày dò đau khổ tìm kiếm 18 năm nay. Chưa có một ngày nào dám từ bỏ. Vài tháng trước, khi bọn ta có ý định từ bỏ, Nhũ Mẫu đã đi khỏi phủ, bị bệnh qua đời. Trước khi lâm chung, do không chịu được sự dày dò của lương tâm, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Trừ khi tiểu thư mất tích, còn có uẩn khúc khác. Bà ta nên chịu ngàn dao đâm, cuối cùng thừa nhận do bản thân thất trách, cố tình để con ta bị người khác đưa đi. Hả? Bị người ta bắt đi sao? Đúng vậy, bọn ta cũng cảm thấy kinh sợ. Nhưng mà Nhũ Mẫu đã chết, rất khó điều tra được chủ mưu đứng đằng sau. Ta nghĩ ta làm quan đã nhiều năm, kẻ thù cũng rất nhiều. Có lẽ có người âm thầm giở trò, muốn trương giãn chi ta, mất đi cốt nhục duy nhất này. Vậy trước khi Nhũ Mẫu lâm chung, bà ấy có để lại đầu mối hay là vật chứng gì hay không? Bà ấy chỉ nhờ người khác tới truyền tin mà thôi. Sau đó ta có điều tra rất nhiều lần, nhưng lại không tìm được gì cả. Phu quân chịu khổ rồi, trong lòng ta cũng rất đau lòng, ngày đêm đều không thể ngủ. Mỗi tối ta đều nằm mơ thấy khuôn mặt đáng yêu của Thiên Du. Những kẻ bắt cóc đó thật là tán tận lương tâm mà, đến cả một tiểu cô nương cũng không bỏ qua. Hai vị đúng là đáng thương mà. Cho nên hy vọng hai vị đại nhân tận tâm tận lực, có thể tìm được thiên kim của tể tướng trở về. Ta sao? Đúng vậy. Ta xin ngươi, ta là đại phu không phải sai dịch, muốn tìm người cũng tìm ta sao? Đại phu không phải muốn chữa bệnh à? Đúng vậy. Hiện tại trong phòng này, phu thê tể tướng thật sự có bệnh, đó chính là tâm bệnh đó. Ngươi không phải muốn chữa bệnh sao? Ngươi nói vậy rõ ràng là muốn chơi ta rồi còn gì. Đại nhân y thuật cao minh, là người thông minh có tiếng tại đại chu này. Người tác hợp cho Thái Bình công chúa và phò mã, hai người họ bây giờ vô cùng quấn quýt. Hôm nay đã tới phủ tể tướng, không lẽ là người không muốn giúp à? Không phải ta không muốn giúp, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Nếu hoàng bệ hạ gọi ta tới là muốn cứu người, chứ không phải gọi ta tới để tìm người. Ta biết chắc người sẽ nói như vậy. Bệ hạ đã đồng ý rồi. Ngươi nè,
Hạ Lan đại nhân, người đừng tranh cãi nữa có được không? À, ta hiểu rồi. Đôi cẩu nam nữ các ngươi ngấm ngầm hại ta đúng không? Không thể nói như vậy được. Lương y như từ mẫu, ta có tấm lòng này, chẳng lẽ ngươi lại không có? Không phải. Hai vị ta... Nữ hoàng bệ hạ có khẩu dụ, ai có thể tìm được thiên kim của tể tướng sẽ sắc phong làm thái y lệnh, ban cho một tấm thiên hạ đệ nhất thần y Hoành Phi. Không phải ta. Ngươi muốn kháng chỉ à? Ta vậy thì được rồi. Lời của nữ hoàng bệ hạ ta đã truyền xong. Hai người bây giờ hãy cố lên nha. Biểu tỷ, ta xin cáo từ. Trương đại nhân, để ta tiễn nè. Tể tướng đại nhân, tể tướng phu nhân, ta xin cáo từ trước. Được. Cáo từ. Các ngươi. Hạ Lan đại nhân, chuyện lần này tất cả đều phải nhờ ngài. Đúng vậy, nhờ hết vào ngài. Khoan đã, tể tướng đại nhân, tể tướng phu nhân. Phu nhân, người hãy yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố gắng đi tìm. Bùi Vân Thiên, chuyện này vốn dĩ đã xong rồi, ngươi cũng nên ngoan ngoãn rời khỏi thành Lạc Dương. May mà ta đã nghĩ ra được chủ ý này. Vân Thiên đã hiểu, đa tạ đại nhân đã suy nghĩ chu toàn. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Dạ. Ngươi phải nhớ cho kỹ, lúc cần thiết nhất thì không nên từ thủ đoạn nào. Không cần đại nhân chỉ dạy, ta đã hiểu rồi. Nếu như thật sự đã hiểu, ta còn phải nói nhiều như vậy à? Bùi Vân Thiên, gần đây ta cảm thấy ngươi có vẻ hơi khác thường. Hơi khác à? Ta rất ổn mà. Ngươi trước đây luôn có rất nhiều âm mưu quỷ kế, gần đây có vẻ ngươi mềm lòng không ít. Ta biết Hạ Lan quân đã cứu ngươi một lần, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, bên cạnh nữ hoàng bệ hạ chỉ có duy nhất một danh y. Có ngươi sẽ không có hắn, có hắn sẽ không có ngươi. Ta biết. Phải nhớ cho kỹ, đừng lãng phí cơ hội lớn như vậy. Đại nhân cứ yên tâm. Chàng hãy đồng ý đi mà. Chàng đồng ý đi. Ta thật sự phục cô luôn, chuyện gì cũng muốn ta đồng ý. Ta là đại phu chứ không phải là... Ta tìm người ở đâu mới được chứ? Trời ơi, ta cũng biết. Thực ra đây là âm mưu của Trương Dịch Chi và Bùi Vân Thiên, muốn làm khó chàng thôi. Nhưng mà chàng coi, Trương phu nhân thật sự rất đáng thương, chàng hãy nghĩ cách giúp bà ấy đi mà. Đáng thương hả? Ta còn đáng thương hơn nè. Sao không có ai tới giúp ta đi? Thiên hạ này biết bao nhiêu người đáng thương, nếu như ai ta cũng giúp ta bận chết luôn á. Đúng vậy, quả thật là trong thiên hạ có rất nhiều người đáng thương, không chỉ phu nhân, nhưng mà chúng ta đâu có thấy đâu. Khó khăn của Trương phu nhân chúng ta đã biết rồi, thì giúp lần đi. Lần này thực sự bị cô hại chết rồi. Chàng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có cách thôi mà. Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng khởi hành nha, đi thôi. Muốn ta tìm cũng phải biết tìm ở đâu mới được. Cô muốn ta tìm một tiểu cô nương mất tích 18 năm nay trong biển người này, ta tìm ở đâu bây giờ? Ta là ai chứ? Tôi liên y ta có thể đánh trận mà không chuẩn bị gì hết. Ta đã sớm nghe ngóng từ phía Trương phu nhân rồi, trên người của tiểu thư có bớt giống như hình cánh hoa vậy đó. Cái bớt ở đâu? Ở trên ngực. Ở trên ngực hả? Vậy cô muốn ta tìm kiểu gì hả? Ta đi trên phố nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi, ta liền chỉ vào ngực cổ, hỏi trên ngực cổ có cái bớt giống hình cánh hoa hay không hả? Hình như có chút khó khăn với chàng rồi. Đâu chỉ có một chút đâu. Trời ơi, ta biết là rất khó khăn, nhưng mà chàng sẽ có cách thôi, có đúng hay không? Còn có đặc điểm nào khác không? Hình như là không có. Có, vẫn có. Trên người con gái ta có một cái khóa vàng, trên đó có khắc tên và ngày sinh của nó. Chàng coi, lại có thêm một manh mối nữa rồi. Nè, ngươi làm cái gì? Sao lại đi theo bọn ta? Đường này là của chung mà, mỗi người đều đi riêng. Cô đi đường cô, ta đi đường ta. Chuyện này liên quan gì tới cô chứ? Không phải như vậy sao? Ta thấy ngươi chính là muốn không làm mà hưởng. Những lời này không thể ăn nói lung tung. Trương đại nhân nói nhũ mẫu sau khi rời khỏi nhà Trương đại nhân liền ở Thiết Môn Trấn. Ta không đến đây tìm, chẳng lẽ đến nhà của cô tìm sao? Bùi Vân Thiên, chơi với ngươi không có gì vui. Ta không muốn chơi với ngươi nữa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải đi khỏi thành Lạc Dương. Đi giùm đi. Thiết Môn Trấn. Thiết Môn Trấn, đến rồi.
Nè, làm việc cho hỏi một chút. Chuyện ông gì có vậy? Biết nhà của Ngọc Lương ở đâu không? Không thấy, không biết. Không biết. À đúng rồi. Bỏ lên, bộ đi.